Chào các bạn. Thời gian gần đây nhiều bạn gọi điện cho mình về cái vải tháng 3 hoặc là u trứng trắng. Đây, cái vải tháng 3 u trứng trắng nhà mình đây. Cây này mình đã quay 4 năm nay, chứ năm nào mất mùa các bạn ạ. Thứ nhất năm 2020 là đầu năm nó rét quá, hay dẫn đến năm 20 là quả nó kém. Còn bây giờ trông thế thôi, đều ra quả các bạn ạ. Còn những cành gần đây này, cành ngay đây, nó không có quả. Bởi vì nguyên nhân đơn giản như sau. Mình nuôi cây dưới này này. Nuôi cành dưới này, ngọn dưới này to. Cành dưới này nó hơi bị bé, ngọn nó bé quá. Mình nuôi là cây nó to bằng bắp chân, đường kính khoảng 12. Nó che phủ cả một cái bàn này, cũng như là cây bên kia nó che phủ cả bàn này. Cho mới vừa rồi trước Tết mình cắt bớt đi, chân chỗ này mất do bị ốm, còn chưa vào rất mất mùa từ năm 19 đến nay đấy. Còn đây, cây bên này đây, cây bên này gọi là mình đăng lên được, các bạn gọi là trứng gai, các bạn gọi là u thâm, thì mình vẫn gọi là vải tháng 3. Thì những cái vải này nó sát nhà mình, cho nên mình dùng để nó che bóng mát cho nhà, nên mình dùng rất cao lớn. Đấy, các bạn, cây này nó quả đã chín hơn, to hơn, nhìn rõ hơn. Còn cây bên kia, đằng sau mình thì nó bé hơn, cho nên nhìn chưa rõ. Tuy nhiên mình đứng lên thang nhìn sẽ rõ. Đây, các bạn nhìn đây. Đấy. Đấy, cây bên kia nữa, mãi đốc nhà nhà mình nữa. Đấy, đều có quả hết nhá. Đây, quả của cây bên này đây. Đây, mình trèo lên, bắt đầu nhìn rõ quả hơn. Đấy. Tuy nhiên có một điểm như sau. Nếu như mọi năm, nhất là năm ngoái 2021 là 30 tháng 3 mình bán rồi. Dạo đấy có thời gian mà trước một tí thì có nhà nào đó ở Thanh Hà, Hải Dương họ bán đến 100.000 một cân. Tuy nhiên chỉ là bán, hình như nói là khoảng 5 tạ thôi cho hãng hàng không. Còn mình thì mình bán chuyến đầu tiên là 50.000, sau đó 45.000, thậm chí 20.000 có. Tuy nhiên vợ mình nói là năm ngoái mình bán cả u hồng mới tháng 3 này, cộng lại về sớm này là trung bình là 35. Đấy, vậy mình bán lẻ mỗi ngày 50 cân dưới một tạ. Nhưng mình bán mang tiền bán lẻ thì bán nhanh lắm các bạn ạ. Mình mang ra mình bán hết ngay. Chủ yếu bán lẻ nhưng bán cho người ta mua nhiều, chứ phải mua một vài cân. Đấy, các bạn nhìn quả đây. Để u gai nhé. Còn u gai năm nay quả vẫn tương đối đều. Đấy, tương đối đều. Các bạn nhìn này. Mình phóng to nhé. Phóng to các bạn nhìn. Đây, đây nhìn dễ rồi. Trên đỉnh ngọn nhé. Mình phóng to. Mình phóng sang bãi bên kia nhé. Các bạn nhìn thấy bên kia chưa? Xa quá cũng gì đấy. Còn u trắng thì nó quả nó thưa hơn. Đây. Cái chỗ này nó cao, nó bị gió đập. Quả thưa hơn. Còn tại sao năm nay mình lại xanh hơn nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí quả này chưa chín được u hồng. Bởi các bạn biết rõ rồi. Năm nay mình đã khoanh. À, mình không khoanh vải. Thì qua cái gì cũng thế. Như mình từng nói, các trường học người ta có cái treo cái bảng, treo cái biển, những câu danh ngôn, những câu nói hay. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Nhưng có nhiều lĩnh vực không ai biết, không có lĩnh vực nào có tài liệu nào, kiến thức nào có, thì chúng ta phải làm. Đó chính là chúng ta khảo nghiệm, chúng ta thử nghiệm. Thì mình đã bỏ vườn ra, mình thử nghiệm, mình thử không khoanh tất cả các loại vải. Thì cơ bản là thất bại các bạn ạ. Thì đây nó cái bài học xương máu đối với chính bản thân mình. Mình có thể thiệt hại rất nhiều tiền, thậm chí đến tiền trăm. Nhưng qua đó nó cũng rút ra nhiều kinh nghiệm. Thì mình lại nói lại. Thứ nhất, khoanh là biện pháp làm hoa quả tốt nhất. Đó là kinh nghiệm hàng chục năm nay
của người làm vải. Nhưng có một điểm nữa, khoanh vải chín sớm hơn là các bạn không khoanh thì các bạn không biết. Cho nên nhà mình không khoanh nên vải nhà mình chín muộn hơn. Đấy. Còn không khoanh nó có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên là chúng ta làm vải qua năm nay thì kinh nghiệm mình rút ra là phải khoanh, đặc biệt vải sớm này, bởi vì khoanh nó chín sớm hơn cho nên chúng ta phải khoanh. Còn vải thiều có thể chúng ta không khoanh cũng được, bởi vải thiều nó chín muộn hơn, cho nên chúng ta mà không khoanh cho vải thiều chín muộn hơn thì cũng được. Nhưng mình vẫn nói lại, và từ giờ trở đi mình sẽ làm như thế. Vải sớm u hồng tháng 3 mình phải khoanh để nó chín sớm giải vụ. Còn vải thanh hà thì mình không khoanh bởi vì nó ở ngoài ruộng, mưa úng, nắng hạn. Còn vải thiều tùy cơ ứng biến, có thể khoanh hoặc có thể không khoanh là tùy, bởi vì không khoanh nó chín sâu hơn. Đấy, bán sâu hơn. Con vải này nhà mình từ năm 19 đến năm nay 4 năm mình chưa bao giờ mất. Còn tại sao mình hay quay những cái vải che nhà? Bởi vì nó ngay trước cửa nhà mình, năm nào mình quay, lúc nào mình quay. Và đấy là cái dẫn chứng tốt nhất. Còn bởi vì chúng ta biết rồi, vải nhà mình nó cao lắm, đứng ở dưới đứng gốc không nhìn thấy gì, phải đứng yên ngọn mới quay, cho nên mình không để vác thang chạy hết cây này sang cây kia được, mà các bạn thông cảm. Vậy mình đặt video này là đã 4 năm đang YouTube chưa mất mùa bao giờ. Vải tháng 3 u trắng trắng đã 4 năm đang YouTube chưa mất mùa bao giờ. Cảm ơn các bạn xem video.